Ngày 25 tháng 11 vừa qua, nếu như cả thế giới ăn mừng lễ hội mua sắm Black Friday, thì đối với cộng đồng Black Dress, tên Fan to Anyone, đây chính là ngày thứ 6 đen tối thật sự. Sau 7 năm hoạt động, 2NE1 tuyên bố chính thức tan rã. Pop Bom rời YG, trong khi Rara và CL quyết định tái ký hợp đồng với công ty để phát triển sự nghiệp solo sau này. Thông tin này khiến cộng đồng fan 2NE1 vô cùng hoang mang. Nhiều ngày trôi qua, song mọi người vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Biết được tâm tư của fan, chị cả Rara tiên phong lên tiếng bằng một bức tâm thư vô cùng xúc động. Bức thư tay này được chính Rara viết và trực tiếp gửi đến Barkers, tên fan club cá nhân của Dara tại hậu trường một show thực tế ở Philippines, với lời nhắn: hãy chia sẻ với toàn thể những người hâm mộ 2NE1 trên thế giới. Theo lời các fan có mặt tại đó, nữ thần tượng đã gắng gượng cười nói trong suốt chương trình nhưng lại bật khóc khi trao bức thư cho fan. Dara viết: đau lòng quá, xin đừng đi, tôi rất cô đơn, chúng ta đáng lẽ phải ở bên cạnh nhau chứ. Tôi nhớ bạn, tôi không quan tâm tới lời nói của người khác. Tôi muốn hát lên cho cả thế giới biết rằng tôi yêu bạn, và tôi vẫn rất yêu các bạn, Black Dress. Đừng khóc, không ai có thể nhấn chìm chúng ta. Đừng bao giờ từ bỏ âm nhạc. Tôi mong các bạn sẽ hạnh phúc, và tôi sẽ rất nhớ mọi người. Xin lỗi và cảm ơn Black Dress bằng tất cả trái tim của tôi. Các câu từ trong lá thư được Dara khéo léo ghép từ tên những bài hát nổi tiếng của 2NE1. Đặc biệt cuối thư, cô nàng còn để lại chữ ký Dara of 2NE1. Có lẽ so với nỗi đau của các fan, người trong cuộc cũng tiếc nuối, đau đớn và hụt hẫng không kém trước tin buồn không ai muốn của 2NE1. Dù sao đi nữa, họ đã từng là thanh xuân không thể quên của Black Dress và cái tên ấn tượng đầy tài năng của lịch sử làng nhạc K-pop. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share, và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.